Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết đã đến thăm và chúc mừng một số trường học trên địa bàn thành phố. Đến thăm trường mầm non số 2 Hòa Phong, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết gửi lời chúc sức khỏe đến đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, mong muốn các thầy giáo cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo huyện Hòa Vang sớm rà soát, thống kê tình hình các trường học trên địa bàn huyện để tham mưu thành phố có hướng đầu tư. Chúc mừng các thầy giáo cô giáo tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng tầm nhìn phát triển để khẳng định thương hiệu đào tạo trên bệnh viện cả nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện để phát triển đào tạo mũi nhọn, mong muốn nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức cho học sinh. Tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường nhân ngày 20 tháng 11, bày tỏ ấn tượng với những thành tích của nhà trường trong những năm qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề với các doanh nghiệp, có chiến lược đào tạo các nghề trọng tâm trọng điểm theo nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, tay nghề giỏi cho thành phố và khu vực miền Trung Tây Nguyên.